Chị Nguyễn Thanh Giang trú tại xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Gia đình làm nông đơn thuần. Ngoài ra chị có nuôi gà lai chọi. Tuy nhiên do ban đầu mới nuôi nên sản lượng còn ít. Năm 2019, xã có lớp học sơ cấp dạy chăm sóc thú y, chăn nuôi gà vịt. Sau khóa học, chị đã mở rộng chăn nuôi. Gia đình có lúc nuôi lên đến 5.500 con, đem lại thu nhập mỗi năm lên hàng trăm triệu đồng. Nhiều cái mình cũng không biết ấy. Khi học về thì có những cái mình biết thì bắt đầu là áp dụng vào hiệu quả hơn. Có một số bệnh thì cũng không cần phải đến thú y nữa, mà mình cũng tự chẩn đoán được. Các lớp học sơ cấp như chị Giang từng học thuộc đề án 1956 đào tạo lao động nông thôn hoặc thuộc hạng mục đào tạo nghề nông thôn của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo. Các lớp học được mở dựa trên khảo sát nhu cầu của bà con nông dân và dựa trên tình hình phát triển kinh tế của địa phương. Các lớp học này không chỉ giúp bà con có thêm kiến thức về chăn nuôi, sản xuất, mà còn được hưởng các chế độ miễn phí như phụ cấp tiền ăn, xăng xe. Đây cũng là điều hết sức thuận lợi, khuyến khích những người lao động chính của gia đình bỏ thời gian đi học các lớp học nghề này. Như ở chúng tôi đây là toàn tự chăn nuôi lấy thôi, cũng chưa có kiến thức gì cả. Thì qua vừa rồi cũng được đào tạo cái lớp này thì về cũng biết cách chăm sóc, cũng biết cách uống gà, cũng biết cách phòng, biết cách phát hiện ra những cái bệnh để mình xử lý cho nó triệt để cái bệnh đấy để đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Trong cái quá trình mà đào tạo ở trên địa bàn thì qua cái chương trình mục tiêu quốc gia và đang thực hiện cái đề án 1956 này rất là thiết thực đối với bà con, giúp cho bà con nâng cao được cái khả năng thực hành cũng như là rèn luyện kỹ năng nghề ở tại gia đình. Bởi vì cái chương trình đào tạo cũng được chú trọng nhiều đến cái kỹ năng. Đối với chương trình đào tạo thì chỉ có 30% lý thuyết và 70% được học thực hành, thực tế. Và khi mà đào tạo học viên thì chúng tôi cũng chú trọng và chủ yếu là thực hiện theo cái phương pháp cầm tay chỉ việc. Cho nên là sau khi mà học xong thì bà con sẽ tự tin hơn và áp dụng được nhiều cái kiến thức ở trên sách vở vào thực tế hơn. Vì thế mà cái hiệu quả đào tạo đạt tương đối cao. Còn đây là khu vực nuôi thủy sản của gia đình anh Trần Hữu Lâm, thuộc hợp tác xã Hiệu Linh, huyện Cẩm Khê. Sau khi thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa năm 2018 của tỉnh, gia đình anh cùng nhiều gia đình khác đã chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi thủy sản. Được sự hỗ trợ từ xã và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên của huyện đã mở lớp dạy kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, nên việc sản xuất của hợp tác xã tương đối ổn định. Trước chuyên canh cây lúa, nhưng xong qua những quá trình trồng lúa là nó rất là khó khăn và không hiệu quả. Thế cũng xin phép các lãnh đạo địa phương rồi là xin chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản. Thế từ khi nuôi trồng thủy sản thì để so với cây lúa thì nó hiệu quả rất là tốt. Lúc đầu tiên thì cũng gặp khó khăn, thế trong qua những quá trình tìm hiểu rồi các thành viên trong hợp tác xã cũng có đi học sơ cấp và trung cấp về cái nuôi trồng thủy sản thì đến giờ này thì nó cũng có những cái tiến triển là tốt hơn so với trước. Đến nay qua cái lĩnh vực đào tạo bà con nông dân có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm tương đối mạnh. Hiện nay là tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 là 8,25%, giảm so với những năm 2014. Thế và tỷ lệ hộ cận nghèo hiện nay còn có 8,46%. Cho rằng là cái vấn đề đào tạo nghề cho bà con nông dân tại địa phương là một vấn đề then chốt trong lĩnh vực phát triển kinh tế địa phương, để giúp cho địa phương là xóa đói giảm nghèo, nâng cao hiệu quả kinh tế và đặc biệt là xây dựng cái nông thôn mới của địa phương. Năm 2021 để cố gắng là địa phương là về đích cái công tác xây dựng nông thôn mới của huyện. Thực hiện đề án 1956 đào tạo nghề cho lao động nông thôn và một số nội dung đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo. Riêng năm 2020, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Cẩm Khê vẫn phối hợp với các xã, khảo sát nhu cầu của địa phương, cũng như dựa trên kế hoạch đào tạo nguồn lao động theo nhu cầu của thị trường lao động, vẫn hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, mở 5 lớp sơ cấp nghề, đào tạo cho 175 học viên. Các lớp học này bao gồm dạy các lớp học nông nghiệp và phi nông nghiệp theo yêu cầu và đặc điểm phát triển kinh tế của từng xã. Trong những năm vừa qua thì Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Cẩm Khê luôn duy trì quy mô là 8 lớp trên một năm với 280 học viên.
Thì cái nội dung này trung tâm đã và đang triển khai thực hiện tốt. Đối với đào tạo nghề cho lao động nông thôn thì chúng tôi chú trọng công tác khảo sát nhu cầu của người học nghề. Chúng tôi phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, Phòng Lao động Thương binh Xã hội và Phòng Nông nghiệp để xác định xem là cái nhu cầu đào tạo của trên các xã là như thế nào. Thì trên cơ sở đó chúng tôi xây dựng cái chỉ tiêu kế hoạch để làm sao đào tạo nghề nó gắn với quy hoạch các vùng sản xuất của địa phương, gắn với nhu cầu của xã hội để người học nghề sau khi học xong thì có thể bố trí việc làm và sử dụng cái tay nghề mình học được, có thể làm và kiếm sống ngay trên địa bàn huyện Cẩm Khê. Trong các cái nghề đào tạo thì chúng tôi đào tạo nghề chăn nuôi thú y, nghề các nghề về trồng trọt cũng như là một số nghề phi nông nghiệp như là nghề may công nghiệp để phục vụ cho một số các cái địa điểm khu công nghiệp của trên địa bàn. Cho nên là cũng rất các nghề đào tạo rất là thiết thực đối với người học. Vì thế mà trong quá trình tuyển sinh, chúng tôi cũng được Ủy ban xã phối hợp rất là nhiệt tình. Sau 10 năm thực hiện đề án 1956, huyện Cẩm Khê đã mở 181 lớp đào tạo nghề cho gần 9.000 lao động nông thôn. Thực hiện đề án đã góp phần tạo nên các sản phẩm làng nghề trên địa bàn, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Từ một huyện có tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 43,5%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ 19% vào năm 2015. Đến nay, huyện Cẩm Khê có tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58%, có bằng cấp chứng chỉ đạt 28,2%. Trên 95% lao động sau đào tạo có việc làm ổn định và thu nhập khá. Nhiều lao động có tay nghề giỏi đã tự mở các cơ sở sản xuất riêng, phát triển kinh tế hộ gia đình rất tốt, đóng góp chung vào phát triển kinh tế của huyện, tỉnh. Bên cạnh việc nâng cao tay nghề người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên còn tổ chức các lớp học đào tạo nghề phi nông nghiệp như may công nghiệp nhằm cung cấp nguồn lao động tại địa phương cho các doanh nghiệp đóng tại địa bàn. Trong mấy năm qua, hàng nghìn người nông dân được đào tạo tay nghề, có việc làm và thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa của huyện. Hai năm vừa qua thì đang khởi công và hình thành cái khu công nghiệp huyện Cẩm Khê với 400 ha và cái quy mô này rất lớn để đáp cần một cái lực lượng lớn lao động qua đào tạo, nhất là lao động ở phổ thông mà chưa có tay nghề thì rất khó để ứng tuyển vào các vị trí đó. Thì chúng tôi tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, các phòng chuyên môn của huyện và ban quản lý khu công nghiệp để xác định cái nhu cầu của các doanh nghiệp đó, để trên cơ sở đó có thể phối hợp với các trường cao đẳng, các trường trung cấp ở trên địa bàn để có thể đào tạo đáp ứng tốt cái nhu cầu nguồn nhân lực trên địa bàn. Trong thời gian vừa rồi, trên địa bàn huyện hình thành cụm công nghiệp và khu công nghiệp, thì huyện đã chỉ đạo Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên của huyện phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức đào tạo cho người nông dân các nghề theo nhu cầu của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Điều này đã góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội của địa phương, của nhân dân và góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên khảo sát nhu cầu của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tổ chức đào tạo đón đầu, tạo nghề cho người lao động nông thôn. Trong thời gian tới, bên cạnh việc tạo điều kiện để các nhà đầu tư về đầu tư xây dựng nhà máy tại khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, chủ trương của địa phương tiếp tục thu hút đầu tư về du lịch, xây dựng phát triển các làng nghề du lịch, tạo ra các sản phẩm hàng hóa gắn kết với du lịch, dịch vụ. Vì thế, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới mà Đảng bộ và chính quyền địa phương xác định đào tạo nghề nông thôn vẫn là khâu then chốt trong phát triển kinh tế địa phương để bà con nông dân tiếp cận được khoa học kỹ thuật và trực tiếp phát triển kinh tế hộ gia đình, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.